Ngày 4 tháng 4 năm 2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án trộm cắp 52 con dê và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Nguyệt, 43 tuổi, 15 tháng tù giam, giảm 9 tháng tù giam so với bản án mà Tòa án Nhân dân huyện Bắc Bình tuyên trong lần xử sơ thẩm trước đó. Theo cáo trạng, đàn dê 54 con là tài sản của ông Trần Văn Lý, cha dựng bị cáo Nguyệt, và bà Văn Thị Ỏn, mẹ ruột bị cáo, còn bị cáo Nguyệt có công chăm sóc. Do ông Lý bà Ỏn bán đàn dê cho bà Lê Thị Kim Y mà không hỏi ý kiến bà Nguyệt, nên bà Nguyệt đã lùa 52 con dê đi. Hai con còn lại, một con bị chết trước đó, một con chạy lại vào chuồng vào ngày 29 tháng 5 năm 2005. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyệt cho rằng đàn dê là tài sản chung của mình với cha mẹ. Bà Y lừa cha mẹ mình lấy đàn dê chứ không phải là giao dịch mua bán. Còn bà Y cho rằng đàn dê do bà mua của cha mẹ bà Nguyệt. Các luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyệt đã đưa ra nhiều bản lời khai của ông Lý và các nhân chứng khác để chứng minh bị cáo Nguyệt có sở hữu một phần trong đàn dê. Việc lùa dê đi của bị cáo là để bảo vệ tài sản của mình. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận giữ quan điểm buộc tội đối với bị cáo Nguyệt, cho rằng bị cáo Nguyệt lùa dê đi là để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và bác tất cả những lời bào chữa của luật sư. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Nguyệt thừa nhận hành vi lùa dê đi, thành khẩn nhận tội nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ, tuyên xử án sơ thẩm phạt bị cáo Nguyệt 15 tháng tù giam, trừ đi thời gian bị cáo bị tạm giam 9 tháng. Như vậy, bị cáo Nguyệt chỉ còn phải ở tù thêm 6 tháng nữa. Riêng các sai phạm của tòa sơ thẩm, tòa phúc thẩm cho rằng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án.